Rồi, Nghĩa Trang giả. Xin chào mọi người, chào khán giả của ông Long Vlog. Cháu này có bao nhiêu cây đào? Vừa nhà cháu năm nay là có 500 cây. 500 cây, đào năm dòng ngoái hả? Vâng, để đón xuân năm 2025 đấy. Ai có nhu cầu thì liên hệ đến qua số điện thoại 0983 894 134. Rồi. Giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người đi xem cây. Xem nào. Đây các bác nhìn, các bác nhìn tổng thể đây hả? Đây tôi mới trong Nghĩa đang đứng trên cao, các bác nhìn này. Đấy, tổng thể vườn các Nghĩa. Vườn này là bao nhiêu cây? 500 ạ. 500. Đập cái vườn này đi. Vâng. Đi hai con mình xuống vườn đi. Nó gà nó đỡ ấy. Nó vào nó bới à? Đi vào bới. Đây nhà ngay ở đây. Bới là nó bong hết rễ ra. Đúng rồi. Đây là vườn trồng ở gần nhà nhiều gà. Gà nó bới cái ấy là nó. Gần nhà này nó nhiều gà lắm. Lối ra đâu? Ngoài trên kia. Vâng, cái chỗ kia để cái lối đi vào. Rộng nhỉ. Ôi dòng cái này nó thưa quá. Vâng, vừa rồi là chế độ này phải dòng kẹ lại thế nào. Vừa rồi là cháu sợ sạt lở, cháu múc sâu quá nên là phải bắt buộc phải 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 ấy như thế, phải vắt chéo, phải phải đánh. Không, nhưng đánh mà thả ly nó mới không bị sạt. Vừa rồi không được là phải lấp lại. Không, nhưng trên này mình không cần sâu nước nhiều ruộng. Trên này cứ thế này là được ý. Hả? Mưa nó không kịp thoát đấy. Nhưng mà cao này nó ngập sao được, ngập đường mới ngập được. À đây mình làm đấy này gì? Vâng. Đây vừa rồi làm rãnh như thế này. Nhưng mà ông nghĩ trên đồi. Thế là cảm thấy nó sợ, sợ nó sạt rồi cháu lại lấy đất phải lấp vào. Lấp vào cũng được. Yêu cá chứ không? Cá. Cá gì? Cá chấm cái gì đấy? Cá trôi, cá chim rồi thì cá chép. Đây là không ai vào lại kích được nữa. Vâng. Mình trông hả? Trông đây cây cây của cháu này. Tốt này. Ô cái này sắp bao hơn kia, cái này sắp cắt rồi, đi đo xem bao phân rồi. Đó tốt ghê, đo thì nó cũng dài rồi. Cái này trên này này bao nhiêu phân rồi, thử cho tay đo để người ta nhìn đấy, phải 40 phân rồi. Rồi 40 phân, 50 phân rồi. Vâng. Bao phân thì cắt, nó cũng phải đến dịp cắt thì mới cắt được. Không, người ta tốt trước người ta cắt trước đi, nó già răm. Không, nhưng mà dường nghĩa là dòng bao năm rồi. Cháu thì 25 năm nay đầu tiên. Năm thứ 3 năm rồi. À cũng 3 năm, năm ngoái bán được nhiều. Năm ngoái thì được 150. À năm ngoái là mới khởi đầu hả? Ừ, mới khởi đầu. 150 là bán xô được bao nhiêu? Xô thì chỉ được 1 triệu. Triệu. Thế là được 150 triệu. Vâng. Cũng được, 150 triệu mất độ 50. Năm nay thứ 2. Đây là phun mấy lượt rồi, đi chậm rồi sao? Cái này là cháu phun cái mỡ không? Từ Tết đến giờ là được 2 đợt rồi. Thì bác nhìn ngọn người này 2 đợt rồi gì? Vâng. Cắt răm một lượt rồi. Còn Nghĩa thế này cháu chỗ khô 15 ngày là khả cắt được. Cháu á. Nghĩa cầm cái tay vào cái gốc gốc. Đấy. Đấy cũng to lắm. Bằng chuôi liềm mà nhỉ. Vâng. Tốt. Còn Nghĩa cái là tốt nhất ở khu này rồi. Hả? Vâng. Không quay ở thiện chứ ai tốt này đâu. Thế á? Ừ. Khả năng tốt thật. Này 10 ngày, 15 ngày là cắt được nữa. Đúng bên kia. Ừ. Nó phải đúng đợt mới cắt được đi. Đúng đợt đấy. Tức là người ta để cái này để già cắt thì nó khỏe. Người ta tính ra là khoảng có lúc thì là 4 đợt. Còn nhưng mà năm nay thì làm 3 đợt thôi. Không. 4 đợt thì là cái răm nó dày thì trông cái cây đẹp thì hoa nó nhiều nó đẹp. Vâng. Có cái mình không cắt được 4 đợt thì mình phải chịu đây một đợt rồi đấy, phải cắt 3 nữa là 4 đợt. Vâng, thế thì phải cuối tháng 3 này. Đây 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 là cắt một đợt rồi chứ. Vâng. Cắt một đợt. Đầu tháng 3 này là cắt đợt nữa, cắt một đợt. Ừ. Mình cắt đợt 1. Tức là 10 ngày 15 ngày là cắt được. Vâng. Được. Vâng. Nó già cái ấy thì cắt đấy. 5 ngày nữa là bắt đầu tháng 3, cái tầm mùng mấy tháng 3 thôi. Để xem clip là đa số họ thấy già là ra là họ cắt. Đẹp. Cái huyền này bao nhiêu rồi? Huyền này khoảng 2m2 rồi. Được không? Được. Nó để này nó có nghĩa là múc rộng. Vâng. Nghĩa múc rộng. Nó đúng cái nghĩa. Đáng thêm được hàng đào cho múc vâng, rộng quá. Múc cái này rộng quá. Bị hơi thương. Nay mai đổ xong rồi rộng lại. Vâng, đổ xong rồi lại ấy lại. Quốc lại. Lại đảo lại luống. Đảo lại luống. Thì nó thêm lúc nữa. Thì lúc đấy nó mới ấy được. Cần là mình mới mà chưa kinh nghiệm. Cái này mình trồng thưa quá này.
mình múc ấy xong mình lúc đấy thì nó mình sát ra một tẹo nữa. Vâng. Thêm mà cho độ 20 phân nữa. Cái này thành mét rưỡi rồi. Ừ. Đáng nhá, cứ mét 3 mét 3 là mét, vừa tập đấy. Đây cây đây chỗ đoạn này. Vâng. Đây cháu bón phân gì rồi, có bới rồi. Phân gì? Cái này cháu bón NPK Lâm Thao ấy. Cộng với cả phân gà thôi. À đây phân gà này cháu hả? Vâng. Đây là tụt lắm. Lấy từ đây hả? Ừ, lấy mầm ở đây hả? Vâng. Từ chỗ này. Từ đây mình trả từ đây rồi hả? Này. Đây là quầy có cái ốc uốn cái này được chưa? Đấy. Ừ. Đẹp không? Để ông chụp cái ảnh. Được. Nhìn đây. Được rồi. Đi sát đây, đi sát đây cho ạ. Đấy, đẹp không quá. Tức là uốn này mấy lần, một lần hay mấy? Cháu đợt này là thành hai lần rồi đấy. Đi ra một cành này thì được 20 phân, hơn 20 phân. Cái đợt mới đầu cháu mới uốn kia nó chỉ gọi là chếch chếch lên thẳng thẳng một tí thôi. Đợt này cháu vít thành được rồi. À, cái này là được rồi. Uốn từ trong gần Tết. Ừ, nhờ nhiều nhà ta là kéo ngọn cong. Những cái dăm này phải vừa lọc đây hả? Cái này được để quá. Vâng, cái này không nào cắt qua đi. Phải vụ chặt đi với ấy đi. Mấy dăm gốc rồi, không hiểu. Để tập trung nó lui ấy. Chỗ này ruộng nhà mình hay đổi hay mua? Cái này cháu đổi về. Đấy về. Đổi về đi. Đẹp, thế này nó rất... Đây, gọn một khu để làm nó ấy. Trong này thì đồng cống thì cũng nuôi được 100 nhà, được 30 nhà rồng. Được không? Tầm đấy. Tầm đấy rồi. Vâng. Nó cũng chủ yếu là dứa. Đúng rồi. Nay mai chuyển đổi hết. Vâng. Đúng không? Dứa mỗi năm một rồng lần cũng vất vả. Vâng. Vâng không? Cái này là nó phải... Vất vả hơn đào đấy. Thật sự là chăm chú vào nó thì mới được. Chứ còn để mà cứ làm việc này việc khác là nó không. Đúng rồi. Cái này ngày nào phải ra nhòm. Vâng. Đúng không? Trong... Nhiều việc quá thì làm cũng không thể làm được. Không nhiều mà đa số người ta thuê. Nó chỉ cao điểm nhất là uốn mấy cái hùm tuốt lá thôi. Tuốt lá thì mình còn đang thuê thôi. Ừ. Đẹp quá. Cực đẹp. Trên này nó gọi là ruộng dưới chân đồi lên nữa, cũng thoát nước. Mấy hai cháu đổ đất. Cái này cháu đổ đất, bây giờ nó thành ra là thành bãi rồi. Thành bãi rồi. Đẹp. Đẹp cái ruộng nó thoát nước. Mang đất mượn đất đổ nó. Đây, cây này. Này. Cây to. Đây, gần một tay thôi. Đây là đến khả năng lon bia đấy. Một khối nhà họ... Đều đều. Ờ, hơn kia. Khối nhà họ bán đấy. Thế á? Tầm này á? Bán rồi. Ở ngoài đây... Bắt đầu có người mua rồi. Ừ, bán giờ... Phải cuối năm hoa nụ mới bán được chứ. Không. Món ở đây nó mua rồi. Khoảng độ như đào của cháu là 600 hoặc 7 cây là 700 là khả năng mua. À, cái này đang có dẹt, đang có... Đâu, có nhìn được. Rồi thấy con dày mình phải phun định kỳ ấy. Có phun rồi. Khả năng mấy hôm nữa phải phun luôn nha. Vừa thấy con dày nó bay. Đúng rồi, có dày là nó đẻ. Cái con nằm nó màu xanh xanh ấy. Ừ. Động vào tí là nó bật đi ấy. Còn đây là đốt đấy. Và con đấy chích hút. Con đấy chuyên chích hút. Chích hút cái ngoạn không nhỉ? Ừ. Ở chỗ lưng của nó, là tốt quá. Bao giờ đấy nhỉ? Cắt thì khả năng không nghĩ là cắt cái lưng này trước. Cắt này trước, cái kia cắt sau khoảng tuần. Thế thử nghiên cứu. Ừ, cắt đấy. Luôn chứ. Cái gì? Cắt luôn chứ. Hả? Cắt cùng một lèo luôn để cho đào đồng đào chứ. Đó lên đào gì? À. Cắt trước cắt sau để cái nở trước cái nở sau thì nó khó. Nhưng mà coi không có gì nhỉ? Sau nó khó. Có phun tháng 7 tháng 8 có phun thuốc hãm. Hãm dăm đủ. Xử lý chứ. Xử lý thì nó mới. Nhiều người ta khoanh. Khoanh nó không đảm bảo về cây. Khoanh hoa nó yếu hả? Ừ. Nên là phải dùng một thuốc đấy thì nó sẽ ấy hơn, nó sẽ hãm dăm lụ. Có nhỉ? Ấy, quả cháu đẹp, tương đối đẹp, to lắm. Nhìn, yeah. Các xem clip của nhà Nghĩa Hương, thôn Đồng Cống nhỉ. Ruộng này đẹp lắm quá.
tương đối đều. Mấy dòng là năm thứ hai thứ ba nhỉ? Vâng. Thế mà đều, các mà đất của nó đất mượn đổ bác. Đất mới không? Đất mới. Cái đất này là trồng bền hơn đất ruộng. Ừ. Đều lắm các. Tương đối đều thôn Đồng Cống. Nhà Nghĩa Hương. Mới dòng đào hạ năm thứ hai. Một năm năm thứ hai là đẹp. Mỗi cái này là bé. Vâng, cái đấy rộng lại. Rộng lại. Tức là kháo chỉ có độ 5, 6, 7 cây hoặc chục cây. Cỡ chục cây được không nhỉ? Vâng. Đều nhỉ? 500 nó cứ thế này hết. Đây, ừ, nó chung tương đối đều. Cây bé, cái dạng cũng 1, 2 cây. Cái này cái lúc từ cái khâu chọn giống của cháu cũng đã cây nào nhỏ là cháu cũng loại mua, ra mua, riêng rồi. Mua giống ở đâu? Cháu ở Bắc Giang. Mua ở chỗ ấy, chỗ trại giam này. Không, ở chỗ làng cầu, ở chỗ đằng sau nhà thi đấu. À, tận đấy à? Ừ. Tức là mình mua khi mình mua chọn thì? Mua... Mình chọn cây to nhỉ? Vâng, mua về thì mình cũng phải lọc cây nào... Đâu, ông Phát là clip hôm hôm nhảy nó cái, mua xong rồi nó dặm bé cây nào... Mà cái thân của nó to là cái lọc nó phát nhanh. Vâng. Nhưng bé là phát chậm. Ừ. Mình chọn nó được đồng đều thì trồng nó cũng sẽ ấy hơn, nó cũng sẽ đồng đều hơn. Vậy cái cách chăm thì mình cũng như nhau thì nó sẽ như thế đâu. Đây vườn, các bác nhìn lại. Mấy luống, tổng mấy luống? Đi, ông Quân quay lại. Tổng mấy luống hả? Tổng 6 luống. 6 luống. Mỗi luống là bao nhiêu cây? Luống được... Đi chậm. Hả? Mỗi luống được hơn 70 cây. Ừ, đều. Lọc tốt lắm đúng không ạ? Đây này, cái này phải đến 70 phân, 80 phân này cũng nhiều. Đây này, ở chỗ... Cái này cháu cắt từ cái thời điểm gần gần Tết. Đều, cái nhánh này tự là phát rồi này. Cháu cắt sớm, cháu này... Cháu... Tự là phát rồi. Cắt sớm hơn này. Cắt sớm hơn. Thế không chơi tốt. Cái thời điểm như gần Tết đấy cháu rất rõ. Cháu bác xem clip của nhà Kiên Hương ở thôn Đồng Cống. Các bác miền Trung, miền Bắc, miền Nam vườn này tương đối chuẩn đẹp, còn hoa dăm lụ cuối năm không có xử lý như thế nào, còn tốt mà to đều, cây là đều rồi, ngọn đều rồi. Có nhìn tết gần Tết đấy cho bọn rối rỗi là thôi quay ra cắt đi, đằng nào Tết xong mình mất nhiều việc, cắt trước bây giờ nó cái trồng cái đào mới ấy, mất thời gian. Đào con là bao nhiêu cây? Đào con thì đào là mới trồng. Mới trồng được hơn 400. Còn đào như thế này là mấy trăm? Đào được bán năm nay này? 500. 500. Tương đối đẹp quá. Này lúc nào đến tháng 6, tháng 7 trong lại view cho bác xem. Lúc cắt răm. Đây luống thứ 3 các bạn. Sang luống thứ 3. Cháu có 5 luống. Thứ tư đều lắm á, cây giống nhau. À, tưới tự động à? Vâng, tự động chứ. À đi. Bây giờ tưới bằng thời gian tự động là bao tưới độ khoảng bao nhiêu? Một tiếng thời gian lắm hay bao nhiêu? Dạ, tưới khoảng 13 phút hay một tiếng tưới, nó tùy theo phải? Nó tùy theo cái thời tiết. Nắng thì mình tưới lâu hơn, mà cái này độ nếu mà tưới mà để ẩm thì cách hôm tưới hôm mà đẹp không nhỉ? Vâng, mình tưới vừa không có tưới đẫm. Vâng, nhưng mà ẩm đều. Nắng mà nó nắng gắt đi thì sáng ra sáng nào cũng phải tưới. À ừ, đúng rồi luôn. Nó đều còn hơn là mình tưới đẫm thôi mình bỏ. Vâng. Cứ phải duy trì được cái độ ẩm của nó, không được để cho nó đột ngột khô quá. Cái này mà thiếu nước ấy, cái loãn này thiếu nước cái hỏng ấy. Vâng. Lên đi. Bây giờ nó đang hút như thế. Đúng rồi, đang cần mình là cho nó ngừng hút cái là nó yếu ngay. Đây, các bác xem hết lúc này thì kết thúc video đều. Kỹ thuật đấy thì quả ấy vào trong dốc cỏ ấy. Nó chỉ ra ngoài khoảng ấy thôi, còn ngoài kia là lấy máy phay kia. Yeah. Đúng rồi, có thời gian mà sới. Vâng. Không để cái máy phay trong năm quả làm gì, làm phân xanh được chứ. Hả?
Nhưng mà nó hút hết chất. Có phải không? Để con đàn. Chào tất cả khán giả nhá. Ừ, giới thiệu năm nay bao nhiêu cây? Năm nay là vườn của mình có 500 cây. Ừ. Đào giáng huyền. Giáng huyền tốt đều giống nhau. Đón xuân 2025, ai có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số điện thoại. Đọc chậm. 0983 894 134. Nhà vườn. Nhà vườn Vi Nghĩa. Nghĩa Hương. À, Nghĩa Hương. Thôn. Thôn Đồng Cống. Xã. Xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Rồi, chào khán giả. Xin chào, tạm biệt. Rồi. Ông Dông Vlog vừa quay vườn đào nhà Nghĩa Hương không ạ? Đẹp lắm. Đó, bác xem kênh của ông Dông, ủng hộ kênh Dông Vlog nhé. Với cháu có 500 cây đều đẹp không ạ? Chuẩn. Bác nào mà để ý vườn này là mua khả năng là thắng đấy các bạn. Các bác miền Trung, miền Nam, miền Bắc. Nhìn dăm thế này. Ừ, nhìn dăm này đẹp. Không chê. Đấy, ông Dông lưu lại cho bác xem. Xem kênh của ông Dông Vlog, ủng hộ kênh Dông Nước để ông Dông Vlog vườn đào cho các bác. Hoặc các bác xem kỹ thuật theo ông Dông quay từ hôm đầu năm đến giờ là nhà Nghĩa Hương là cái lộc phát tương đối dài rồi. Cháu cắt sớm 5-60 phân rồi. Đây này. Đấy, các bác nhìn view hướng lại. Cái này hơi rộng không nhá? Vâng, thế này cái khoảng cách vừa rồi cháu múc cái rãnh như là thế này vừa sạt, là phải khoảng cách xa như thế vừa. Mới không sạt, nhưng mà về sau không ổn. Cái này dòng được hàng nữa. Đúng rồi, mất đi một luống ấy. Đâu, không, một hàng đâu là vừa thôi. Vâng. Nghĩa là dòng sát đây này, thì nó vít đằng này thì được này. Vâng, vâng. Chỗ này này. Hơi xa. Ừ. Cảm ơn các bác hộ kênh của dòng nhé.